trò chơi truyền hình Kim Tự Tháp của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin hân hạnh gặp gỡ quý vị khán giả với người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh Chi Bảo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Kim Tự Tháp của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay là chương trình đầu tiên của năm mới Xuân Mậu Tý. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc tất cả quý vị cùng gia quyến một năm mới an lành và hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai vị khách mời đầu tiên. Người đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là siêu mẫu Ánh Minh. Chào anh. Chào bạn ạ. À, phải nói rằng làm nghề người mẫu được công nhận là một siêu mẫu, phải nói là một thành công, phải không ạ? Dạ. Bạn đã được một danh từ đó cũng rất là lâu rồi. À, không biết trong suốt năm qua làm nghề người mẫu đó, chắc anh Minh rất hài lòng, phải không ạ? Dạ, cái đó là nỗ lực của mình thôi. À. Mà nỗ lực đó thì cần có mọi người đánh giá. Mọi người đánh giá rồi, công nhận rồi, giờ hoàn toàn hài lòng, phải không ạ? Dạ. À, thế thì năm mới có gì vui không ạ? Có những dự án gì chuẩn bị để làm không? Thì mình cũng chưa biết là sắp tới là sẽ có cái gì mới mẻ không, nhưng mà sắp tới thì mình sẽ được đi lưu diễn ở Anh. À vậy à? Tức là được đi nước ngoài lưu diễn. Rồi nhân tiện đó cũng được khám phá những nơi. Anh là một đất nước rất đẹp, phải không ạ? Em rất thích. Bạn có ý định là giống như những đồng nghiệp khác của mình bước sang một lĩnh vực khác, ví dụ như làm diễn viên hay là kinh doanh chẳng hạn, có không? Mình thì thấy là mình chưa có năng khiếu về diễn viên hay là ca sĩ gì đó. Có lẽ là kinh doanh thì thích hợp với mình hơn. À, kinh doanh. Bạn có dự định là mình sẽ kinh doanh gì không? Thời trang chẳng hạn. Có lẽ mình sẽ làm công việc gì đó liên quan tới thời trang, chắc chắn là vậy. À, cảm ơn bạn đến với chương trình của chúng tôi và xin giới thiệu với bạn người đồng đội đầu tiên của bạn trong chương trình ngày hôm nay, đó là bạn Quang Phúc. Bây giờ thì anh Minh hãy đến làm quen với bạn ấy đi. Chào chị ạ. À. Chào em. Quý vị và các bạn thân mến, và vị khách mời thứ hai là ca sĩ Hoài Phong. Xin chào bạn ạ. À. Chào anh Chí Bảo. Chào Hoài Phong, xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Và cũng nhân dịp năm mới, xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. À, có lẽ là không có ai mà bận rộn trong mùa Tết bằng ca sĩ cả. Bởi vì các diễn viên thì có lẽ là năm mới thì cũng đã nghỉ rồi, không có còn phải diễn. Rồi diễn viên kịch thì cũng rất là mệt, nhưng mà thường là chỉ diễn một chỗ thôi. Riêng ca sĩ phải diễn rất là nhiều nơi, chạy show rất là nhiều chỗ. Một ngày có khi phải diễn tới 8-9 chỗ, phải không ạ? 8-9 chỗ cũng hơi nhiều ạ, khoảng 6 chỗ là mệt lắm ạ. Nhưng mà đi đứng cũng phải cẩn thận, mùa xe Tết rất đông, nhưng mà giờ cũng an toàn rồi, phải không ạ? Phải được cái nón bảo hiểm là nó cũng đỡ. Những công việc đó, lịch trình của mình ai sắp xếp cho bạn? Là anh manager của em tên là Phạm Hồng Sơn. Anh Sơn, anh sẽ phụ trách cho anh, như là anh chỉ còn cái công việc là đi diễn thôi, mọi việc sắp xếp. Thế năm mới này có chuẩn bị ra album nào không bạn? Phong vừa ra album đầu tay của Phong, album mang chủ đề Yêu Trong Đam Mê. Yêu Trong Đam Mê. Dạ. Rất phù hợp với chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta cũng lại sắp kỷ niệm có một ngày lễ nữa dành cho các đôi tình nhân là ngày 14 tháng 2. Chắc anh không bao giờ mà quên được ngày lễ này, không ạ? Dạ, album của anh ra đời vào ngay lúc này thì nó quá hay rồi. Không biết anh có nghiên cứu thị trường không, nhưng mà ra album vào thời điểm này vậy? Có lẽ là chắc cũng có nghiên cứu trước chút xíu. Cũng nhân dịp này thì tung ra. Chúc cho album của anh thành công, tốt đẹp. Dạ, cảm ơn. Và cảm ơn anh đến với chương trình của chúng tôi. Xin giới thiệu anh, người đồng đội của anh ngày hôm nay, đó là bạn Quý Hiếu. Và đến làm quen với bạn. Dạ. Và xin chúc cho hai đội chơi ngày hôm nay có những khoảnh khắc thật là đẹp, cũng giống như là ngày Valentine và phải không ạ, ngày 14 tháng 2. Và xin chúc cho hai đội một lần nữa ghi được kết quả thật là cao. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kim Tự Tháp có tất cả là 4 vòng thi, bao gồm 2 vòng thi khám phá Kim Tự Tháp và 2 vòng thi chinh phục Kim Tự Tháp. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của thẻ Vietcombank MTV Debit Card. Và bây giờ vòng thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình mang tên Khám phá Kim Tự Tháp. Ở vòng này có tất cả là 6 chủ đề. Bây giờ là nội dung của các chủ đề. Quà tặng trái tim, điện thoại,
đơm hoa kết trái, nốt nhạc hồng, nến đậu, hương tình ái. Trước khi bước vào chủ đề đầu tiên, tôi xin nói qua một số quy định của trò chơi như sau. Người gợi ý sẽ ngồi trước màn hình vi tính và các đáp án lần lượt được thể hiện. Bạn hãy nhanh chóng dùng những từ ngữ, lời nói hay bất cứ hành động nào để diễn đạt cho người đối diện có thể hiểu từ mà bạn muốn nói. Và xin lưu ý tất cả sự diễn đạt này không được có từ nào trùng với từ có trong đáp án. Nếu vi phạm, bạn sẽ nghe một tín hiệu và bạn sẽ không được tính điểm cho đáp án đó. Bạn có 30 giây để diễn đạt 7 câu hỏi. Một câu trả lời đúng, bạn được 1 điểm. 1 điểm tương đương giá trị tiền thưởng là 100.000 đồng. Bây giờ thì xin mời đội của bạn Ánh Minh chọn chủ đề đầu tiên. Mời bạn. Dạ, em xin chọn chủ đề quà tặng trái tim. Chủ đề quà tặng trái tim. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ thường được dùng để tặng trong ngày 14 tháng 2. Chúng ta có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Cái gì đắng đắng? Sô-cô-la. Cái gì bó? Hoa. Hoa hồng. Cái gì mềm mềm nhét vô? Thú nhồi bông. Thú hai chữ. Thú bông. Cái gì mà vuông vuông mở ra? Thiệp. Cái gì khi mà yêu nhau người ta viết? Thư tình. Thư. Một chữ à? Thư. Thơ. Cái gì mà hồi nãy chị đeo á? Hoa tai. Đeo bông. Không, nhiều thứ luôn. Trang sức. Tặng một thứ là muốn chết rồi. Tặng nhiều thứ làm sao mà tặng nổi. Trang sức, gọi chung là trang sức. Trời, tiếng một. Chủ đề đầu tiên dành cho đội của bạn Hoài Phong. Mời bạn chọn chủ đề. Phong xin chọn hương tình ái. Chủ đề hương tình ái. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những biểu hiện của người đang yêu. Yêu, ghét, ghen. Đội của anh có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Cái gì mà mừng, mừng. Vui, sướng. Cái gì mà lúc nào ta cũng vui sướng, gần nghĩa với vui sướng. Vui, hạnh phúc. Cho qua đi. Bỏ qua. Ca sĩ thì làm cái gì? Hả? Chu mỏ có tiếng không? Nó thổi ra. Hi sao? Đúng rồi. Cái này là cái gì? Điện thoại. Đúng rồi. Chưa đúng. Hay rồi. Điện thoại không thì chưa đúng mà phải gọi điện. Gọi điện. Chủ đề thứ hai dành cho đội của bạn Châu Anh Minh. Ở chủ đề này thì bạn Quang Phúc sẽ là người gợi ý. Mời bạn chọn chủ đề. Dạ em chọn chủ đề đơm hoa kết trái ạ. Chủ đề đơm hoa kết trái. Đây là chủ đề có điểm thưởng. Những biểu hiện của người đang yêu. Gợi ý của chủ đề này như sau. Hạnh phúc lưng lưng. Những cung bậc tình cảm trong tình yêu. Bạn Quang Phúc thân mến, bạn có biết bao nhiêu cung bậc tình cảm trong tình yêu không? Em chưa có bạn gái nữa. Trời đất ơi. Sao mà thú thật dữ vậy? Bạn đang là sinh viên à? Dạ. Lý do? Dạ. Lý do chưa tại có... sinh viên còn nhiều cái phải lo lắm anh. Hoàn toàn nhất trí với bạn. Bây giờ bạn hãy lo tập trung trả lời câu hỏi này đi ạ. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Mình thích nhau gọi là cái gì? Mình thích nhau. Thích. Yêu. Yêu. Yêu gì? Thầm. Bỏ qua. Đó, cái nãy đó mới nói đó. Cái mình trước khi yêu đó là mình nhớ. Không có. Bỏ qua. Đó, cái mới nói nhớ. Đó, rồi cái gì đó mà mình thích người ta mà mình không dám nói. Yêu thầm. Đúng. Rồi giờ thích nhau rồi, giờ nói cho người ta biết. Tỏ tình hả? Đúng rồi đó. Đi để một người không có một chút kinh nghiệm gì về tình yêu mà diễn giải về tình yêu làm sao được đây. Nhưng mà cũng rất cố gắng, cũng đã có điểm rồi. Chủ đề tiếp theo dành cho đội của bạn Hoài Phong. Mời bạn chọn chủ đề. Ở chủ đề này bạn Yến Yến sẽ là người gửi. Mời bạn chọn. Em chọn nốt nhạc hồng. Chủ đề nốt nhạc hồng. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những ca khúc về tình yêu đôi lứa. Bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Cái gì có gai gai á. Rồi hoa, mà hoa hồng. Mà 100 ngàn thì gọi là triệu đó hoa hồng. Đúng rồi. Cái này cái gì mà thổi cho mình mát.
gió. Lời nói có cái bài nào? Lời của gió. Nếu mà trồng nhiều cây ở một chỗ thì mình gọi cái đó là rừng. Nhiều cây, ví dụ trước nhà mình có nhiều cây rồi mình cái đó là vườn. Vườn yêu, vườn yêu. Mùi thơm. Mùi thơm. Nhưng mà có lời ngợi khen anh Hoài Phong, ở nhà mà trồng mới còn vườn cây gọi là vườn yêu. Hay, rất lãng mạn. Các bạn đã trải qua tất cả là 4 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Cho Anh Minh được 7 điểm và đội của bạn Hoài Phong được 5 điểm. Chúc mừng cả hai đội. Chủ đề thứ 5 dành cho đội của bạn Hoài Phong. Phong chọn chắc nghi bên huyền thoại đi. Huyền thoại à. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều biểu trưng cho tình yêu. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái gì mà người ta yêu nhau người ta thường hôn? Hai chữ, hai hôn chữ. Hôn nhau. Hai chữ, chữ hôn môi. Không. Không. Cái gì? Nụ hôn. Đúng rồi. Cái này là gì? Trái tim. Đúng rồi. Cái gì mà hoa hồng màu gì? Màu hồng. Không. Cái này đeo đeo nhẫn. Đúng rồi. Hoa gì? Cái gì mà có cái cánh mà biểu tượng cho thiên thần? Không, cái gì? Cái chữ đầu được đúng. Thần tình yêu. Đó là thiên thần á, thiên thần có cánh á. Chủ đề cuối cùng là bến đậu. Chủ đề này dành cho đội của bạn Châu Ánh Minh. Để ý của chủ đề này như sau: những nơi các cặp tình nhân thường đến. Cà phê, công viên. Đó, nghe chị Minh kể nè. Rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim nè, rồi gì nữa? Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái tới uống. Cà phê. Ba chữ. Quán cà phê. Cái nơi có nhiều cây. Sương dừa, cà phê sương dừa. Không phải. Nơi có nhiều cây mà mình ngồi. Công viên. Cái nơi mình tới mình ăn cái gì lạnh lạnh á. Kem, quán kem. Cái gì mình tới đó mình đen nhảy. Sàn nhảy. Cái nơi đó rộng lắm mà có nước rồi có biển. Cái chỗ nào mà mộng mơ mà trên cao á. Đồi. Không. Núi. Thấy không? Không có kinh nghiệm về tình yêu dẫn tới những nơi kỳ lạ lắm. Lên đồi, lên núi rồi đã sân vườn. Trong khi đó người ta Đà Lạt, người ta rồi công viên rất là mơ mộng. Lên đồi, lên núi làm gì cho mệt. Các bạn đã trải qua tất cả là 6 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Hoài Phong được 8 điểm và đội bạn Cho Anh Minh 11 điểm. Tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. Xin chúc mừng bạn. Đây là bạn là người may mắn đầu tiên hôm nay các bạn. Xin mời. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi chinh phục kim tự tháp. Và xin chúc mừng hai bạn đã bước vào vòng thi đặc biệt này. Ở vòng này nhiệm vụ của các bạn là sẽ giải đáp tất cả 6 chủ đề theo thứ tự từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Yeah. Nếu chủ đề nào khó chúng ta hãy cho qua. Còn thời gian thì chúng ta sẽ quay lại để tiếp tục trả lời. Chúng ta có tất cả là 60 giây để trả lời tất cả 6 chủ đề. Nếu trong 60 giây đã trả lời đúng hết 6 chủ đề, tổng số điểm thưởng ở vòng này là 5.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng. Wow. Hấp dẫn. Chắc là khó. Cũng không khó lắm đâu, nhưng mà nhiệm vụ ở vòng này là không được dùng tay để diễn tả. Tôi giữ tay của bạn vào đây. Trời. Có không? Cũng không hề gì đúng không? Một bên, còn bên đây nữa. Và bạn lưu ý là không được phép dùng bất cứ câu nào để gợi ý, dù rằng đó là một câu không hoàn chỉnh. Có nghĩa là những lời chúng ta liệt kê ở vòng này chỉ là những từ hoặc cụm từ mà thôi. Nó có thể là hai từ hoặc ba từ và không được nhắc. Tại vì khi bạn mang tâm lý bạn nhắc người bạn diễn của mình thì rất dễ vi phạm nội quy. Dạ. Và chúng ta sẽ nghe một cái tín hiệu liền. Dạ. Phải không ạ? Bây giờ hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Chúc may mắn nha. Dạ. Cố lên nha. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. N2 CO3. Các phân tử hóa học. Châu Á. Châu Á. Chèo. Bộ. Chèo thể thao, chèo. Chèo thuyền, các môn chèo thuyền.
cái môn thể thao dưới nước. Cái... À, thi nhau, chèo. Đua ghe ngon. Cái quá. À, kim tự tháp. À... Cái kem show của thành phố Duyên. Kim tự tháp, lạc đà, sa mạc. À, ai cầm? À... Giấc mơ, chỉ là giấc mơ. À... Cái bài hát về tình yêu. À, người sáng tác. Người sáng tác, giấc mơ chỉ là giấc mơ. Đặc điểm nữa là nói ra tôi nghĩ bạn Quang Phúc nói liền, cứ nói Hồ Ngọc Hà đi. Cái này khó. Khó không? À, đôi khi là mình hơi run thôi. Công thức khoa học này à, lên đây thì mình hơi bị áp lực một chút xíu. Nhưng mà tôi thấy ở chủ đề đầu tiên bạn đã gợi ý rất là tốt. Nói ra các công thức hóa học rồi. Nhưng mà do chúng ta hơi bị áp lực ở chủ đề đầu tiên, chưa nghĩ ra được đó là công thức hóa học. Môn đua thiền. Bạn ấy mình cố gắng đua hết sức, cuối cùng đua làm sao bạn nghĩ ra là đua ghe ngò vậy? tại vì nói thi. Còn nhạc sĩ Đức Trí. Nó là một tên một bài hát không, nhiều khi cũng chưa có đủ thể nào mà nhớ ra được. Em nhắc thêm một vài yếu tố xung tác. Quanh nhạc sĩ Đức Trí nữa thì có thể nhớ ra. Nhạc sĩ Đức Trí sáng tác ra rất là nhiều phim đúng không? Thôi em mà nói hồn hà chứ anh Đức Trí anh ghét em luôn. Áo lụa Hà Đông luôn vân vân. Không sao, chủ đề vòng đầu tiên thôi, chúng ta vẫn còn cơ hội để tiếp tục ở vòng thi khác nữa. Các bạn đã ghi được 400 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 400.000 đồng. Chúc mừng hai bạn. Hãy thưởng thức phở xưa và nay, tinh hoa của ẩm thực Việt Nam. Cuộc sống có rất nhiều những khó khăn, thử thách, và khi vượt qua, chúng ta trưởng thành hơn, giàu nghị lực hơn, thành công hơn. Có nhiều bạn trẻ đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng họ luôn ước mơ và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Họ luôn cố gắng nỗ lực cho một tương lai tốt đẹp. Chúng ta hãy gặp gỡ và chia sẻ cùng họ trong chương trình Thắp Sáng Niềm Tin. Chương trình được phát sóng lúc 19:30 tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lần thi thứ hai của phần thi khám phá kim tự tháp. Và ở phần thi này chúng ta cũng có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Xuân tàn, như hình với bóng, thì thầm mùa xuân, chung tình. Và chủ đề thứ 5 là biết ngõ cùng ai. Chủ đề thứ 6, ngày cho nhau. Tất cả những quy định ở vòng thi này vẫn không thay đổi. Và bây giờ các thành viên của hai đội đã hoán đổi vị trí cho nhau. Bạn Yến Yến lúc này là một người đồng đội mới của đội bạn Châu Anh Minh. Và bạn Quang Phúc lúc này là một người chơi mới của đội bạn Trần Hoài Phong. Xin chúc cho sự hoán đổi vị trí này mang đến cho các bạn một kết quả như mong đợi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chủ đề đầu tiên. Mời đội bạn Châu Anh Minh. Dạ em xin chọn chủ đề ngày cho nhau. Chủ đề ngày cho nhau, gợi ý của chủ đề này như sau. Những điều thường có trong ngày lễ tình nhân. Tặng quà rồi đi chơi. Không nhớ. Các bạn hãy sẵn sàng, chúng ta có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. À, cái gì mà thổi vô, bong bóng. Cái gì nguyên bó. Bó hoa, bông hồng. Một chữ thôi à. Hoa. Cái gì mà tặng quà. Hai chữ. Món quà. Cho quà. À... Đi chơi. À, gọi điện để à, đi hẹn điện. Hẹn hò. Mời đội của bạn Trần Hoài Phong. À, Phong chọn chủ đề như hình với bóng. Chủ đề như hình với bóng. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ có đôi có cặp. Cái đũa. Chẳng hạn đôi đũa, đôi dép. Đôi giày, anh em xin đôi. Tôi nghĩ là bạn Trần Hoài Phong bạn nên tự lo đi. Đừng hỏi ông Phúc. Các bạn hãy chuẩn bị, chúng ta có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Cái gì mà... Đũa. Cái gì mà mang... Dép. Giày. Dép, đúng rồi. Hai gì? Sinh đôi. Không. Anh em. Hai người nam và nữ mà sống chung với cặp suốt đời. Vợ chồng. Những gì mà...
À, cái gì đeo ở đây? Hoa tai. Không. Bông tai. Đúng rồi. À, đôi trai gái yêu nhau, à, người ta kêu bằng cái gì? Đôi trai gái yêu nhau. Thấy không? Tôi biết mà, đôi trai gái yêu nhau là gì còn không biết mà. Dạ. Tình nhân. Tình nhân. Ta kêu là tình nhân đó. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn cho anh Minh. Chủ đề này bạn Yến sẽ là người gợi ý. Mời bạn chọn chủ đề. Em chọn chủ đề thì thầm mùa xuân. Chủ đề thì thầm mùa xuân. Gợi ý của chủ đề này như sau. Khi nhận lời tỏ tình, người ta thường ba chấm, thường gì đó. À, xin được hỏi bạn Yến là gặp những trường hợp này bạn thường như thế nào? Nếu là người em thích thì em sẽ đồng ý. Người thích là đồng ý hiển nhiên rồi. Còn nếu người không thích thì sao? Thì chọn một cách nào đó để mình từ chối một cách nói sao, nói chung là vẫn giữ được tình bạn. Hay à, khéo quá. Rồi vậy an tâm bước vào phòng thi này rồi. Bạn hãy chuẩn bị, các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái chị nói mặt đỏ lên. Đỏ mặt. Không, mặt đỏ lên. Má hồng. Hồi nãy chị vừa mới nói là cái đầu tiên lúc chị mắc cỡ. Rồi, cái hồi nãy chị vừa mới... Đỏ mặt. Bỏ qua. Cái này tròn. Làm gì? Hả? Biểu môi hả? Ngủ không được. Tương tư. Ngủ không được thì là mình gọi là thương thầm. Không. Mất ngủ hả? Thao thức. Chủ đề tiếp theo dành cho đội của bạn Trần Hoài Phong. Mời bạn chọn chủ đề. Dạ, em xin chọn chủ đề chung tình ạ. Chủ đề chung tình. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những từ có thể ghép với chữ tình. Chữ tình. Tình yêu, tình bạn, tình... Tức là trong đáp án của chúng ta có thể có một chữ tình, phải không ạ? Bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Anh em thì phải có tình gì? Tình huynh đệ. Tình anh em. Hết tình còn gì? Tình nghĩa, tình nghĩa. Một chữ thôi. Nghĩa. Đúng. Tình gì mà trong trường học á? Bạn. Làm chung công ty. Làm chung tình, công ty. Đồng nghiệp. Đúng. Đó, tình anh em mà theo tiếng Hoa đó. Tình huynh đệ. Đúng. Tình... Các bạn đã trải qua 4 chủ đề, số điểm hiện nay của hai đội như sau. Đội của bạn Châu Ánh Minh được 7 điểm và đội của bạn Trần Hoài Phong được 8 điểm. Chúc mừng cả hai đội. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ 5. Chủ đề này dành cho đội bạn Châu Ánh Minh. Mời bạn. Dạ, em xin chọn chủ đề biết ngõ cùng ai. Chủ đề biết ngõ cùng ai. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những nơi có thể giải bày tâm sự. Gia đình. Bạn bè. Ba mẹ. Rồi bạn bè, rồi gia đình. Các bạn có 30 giây. Cái gì đi? 30 giây, bắt đầu. Người đẻ ra bạn. Ba mẹ. Người đẻ ra bạn. Người mà bạn đi học nè, lớn. Bạn hay viết cái gì hàng ngày? Thư, không, sách. Viết cái gì hàng ngày? Chữ. Cái gì mà bạn bỏ đem qua, một... bỏ qua. Qua. Giờ bạn bệnh thì bạn đi bệnh viện không? Người mà có thể cho qua, người mà bạn gọi điện để hỏi về tình yêu. Chủ đề cuối cùng là xuân tàn. Chủ đề này dành cho đội của bạn Trần Hoài Phong. Đây là chủ đề có điểm thưởng. Gợi ý của chủ đề này như sau. Tâm trạng khi thất tình. Buồn khóc, rồi gì nữa? Thất tình. Thất tình là cái tiểu đề. Có uống rượu không? Chắc có. Rồi, bạn hãy chuẩn bị. Chúng ta có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Cái gì chán nghĩ vui? Buồn. Buồn. Cái gì mà nản? Chán. Buồn. Làm nhiều quá thì sao? Mệt. Thêm hai chữ. Hai chữ. Đúng rồi, hai chữ. Thêm một chữ hay làm sao? Sao? Bỏ qua, bỏ qua. Thở. Hai chữ. Thở phào. Thở gì mà... Thở dài. Đúng rồi. Nước mắt lăn xuống thì... Khóc. Đúng rồi. Tối nó làm cái gì? Ngủ.
Các bạn đã trải qua tất cả là 6 chủ đề, chúng ta cũng đã khám phá tất cả các cung bậc của tình yêu, phải không ạ? Nào là yêu đương, rồi thất tình, rồi kể cả liệt kê những địa danh để cho thất tình nữa. Các bạn hiện nay số điểm của hai đội như sau: đội của bạn Châu Anh Minh được 8 điểm và đội của bạn Trần Hoài Phong 13 điểm, tiếp tục bước vào vòng thi cuối cùng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Như vậy hôm nay bạn là một người rất may mắn, phải không ạ? Hai lần. Trong khi bạn Yến Yến muốn có một lần mà không được đó. Cho nên bạn hãy tận dụng cơ hội này, ráng cố gắng ghi được nhiều điểm. Bạn có biết hai lần bạn ngồi đây, điều đấy có nghĩa là nếu trong 60 giây các bạn trả lời đúng hết tất cả 6 chủ đề, tổng số điểm thưởng ở vòng này là 10.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng. Wow. Đúng không ạ? 5 triệu đồng là quên đi, bây giờ mình tới 10 triệu đồng rồi. Nhưng mà phải trả lời hết tất cả 6 chủ đề trong 60 giây. Ở vòng thi này thì bạn Trần Hoài Phong không được dùng tay để diễn tả. Tôi tạm thời giữ tay ở đây. Này. Và phải hết sức lưu ý là không được phép dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Và chúng ta nhớ rằng liệt kê ở vòng này, gợi ý ở vòng này chỉ là dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê mà thôi. Tốt nhất chúng ta nhớ là chỉ dùng phép dùng 2 từ đến 3 từ là tối đa. Không được phép dùng những câu, dù đó là những câu không hoàn chỉnh. Và cũng không được nhắc người đối diện. Nhưng khi người ta trả lời sai, mình cũng tiếp tục cứ liệt kê. Nhiệm vụ của mình là cứ liệt kê thôi, chứ không có được nhắc nhở. Bây giờ đã sẵn sàng chưa ạ? Bạn muốn lấy bao nhiêu điểm tất cả? Dạ, chắc hết luôn á. Đặt mục tiêu cao thì phải ráng cố gắng nha. Dạ. Chúc hai bạn thành công. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Cú voi, thỏ, khỉ, trẻ em, thảo cầm viên. Đúng rồi. Thể thao. Bỏ bạn. Viết gửi cho tình bạn, gửi cho tình yêu, gửi thư. Phấn son, má hồ, trang điểm. Phấn son, xứ lạnh, xứ lạnh có voi. Qua qua. Đông đúc đi không được. Tối bụi. Chạy xe. Đẹp. Rất là đẹp. Cái cuối cùng này. Chắc là bạn Trần Hoài Phong của chúng ta không có chơi bida, phải không? Không có chơi đúng không? Chủ đề thứ hai là một chủ đề tương đối dễ. Nếu chúng ta nói cơ nè, cơ, bi nè, lỗ nè, bàn nè, phải không? Thế nào cũng đoán ra ngay được đó là bia. Còn Sapa? Sapa, tuyết. Tuyết. Sương. Ngoài Hà Nội. Trên núi, ngoài đúng Hà không? Nội. Trên núi. Sương mù, phong cảnh. Đúng rồi. Rất là đẹp. Chợ tình Sapa. Và đấy chúng quá. Ta đã liệt kê, vẫn còn mặc dù nhắc rất là kỹ nhưng mà có lẽ là lên trên đây áp lực thời gian không có, cộng với áp lực thế nào ta cũng dướng vào liệt kê vào gợi ý bằng những câu chúng ta đưa ra, và điều đó là vi phạm. Các bạn đã nghe một tín hiệu. Ở vòng này các bạn được tất cả là 1.400 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.400.000 đồng. Chúc mừng hai bạn. Xin mời bạn Châu Anh Minh và bạn Yến cùng bước lên sân khấu với chúng tôi. Trên đây có 4 người, tính tôi luôn là 5, phải không? Nhưng mà 3 người này đã được ngồi trên đây, riêng của bạn Yến Yến. Giờ được đứng trên đây là bạn thấy nó làm sao bạn? Thấy cũng vui lắm. Thấy bạn Quang Phúc của chúng ta hôm nay may mắn quá không ạ? Dạ, rất may mắn ạ. Bạn có đoán được những chủ đề nào không? Cũng khá khá đấy chứ. Nhưng mà ngồi dưới khác lên đây nó lại khác nữa, dạ, phải không ạ? Tại vì là do áp lực tâm lý mà. Đúng rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi lại số điểm của một thành viên như sau. Trước tiên đó là bạn Yến Yến với số điểm là 800 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 800.000 đồng. Chúc mừng bạn.
Người thứ hai đó là bạn Châu Ánh Minh với số điểm là 1.150 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.150.000 đồng. Chúc mừng bạn. Và người thứ ba đó là bạn Trần Hoài Phong với số điểm là 1.750 điểm, 1.750.000 đồng. Chúc mừng bạn. Cuối cùng đó là bạn Quang Phúc với số điểm cao nhất, do bạn hai lần bước vào vòng thi đặc biệt với số điểm là 2.100 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 2.100.000 đồng. Không biết số tiền này lấy được nhanh đi đâu ha. Dạ. Thôi đi đâu cũng được. Dạ. Tất cả số tiền đó chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản thẻ. Đây là thẻ Vietcombank MTV Debit Card. Thẻ này sẽ được mở miễn phí cho các bạn. Tất cả số tiền đó chúng tôi sẽ chuyển vào đây. Chúng ta có thể dùng thẻ này để thanh toán trong các giao dịch mua sắm v.v. Và xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kim Tự Tháp đến đây là kết thúc. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của thẻ Vietcombank MTV Debit Card. Và nhân dịp đầu năm, xin chúc tất cả quý vị cùng gia quyến một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.